Thưa quý vị, các bức xúc của người bệnh với hành xử của cán bộ nhân viên ngành y tế không chỉ nảy sinh trong các phòng bệnh mà nhiều khi còn nảy sinh từ khi bệnh nhân chưa đặt chân vào trong bệnh viện. Việc cho phép taxi và cứu thương độc quyền đưa đón khách là một trong những nguyên nhân như vậy. Sáng nay ngày 17 tháng 11 trên mạng xã hội vừa xuất hiện một clip được cho là bảo vệ của bệnh viện Bạch Mai Hà Nội không cho xe cứu thương vào đón bệnh nhân. Theo nội dung clip được chia sẻ, vụ việc xảy ra vào sáng qua 16 tháng 11 khi một xe cứu thương ở Nghệ An vào đón bệnh nhân. Bảo vệ bệnh viện Bạch Mai đã chặn lại, không cho đón và yêu cầu phải có giấy tờ mới cho vào. Khi người nhà bệnh nhân xuất trình một số giấy tờ liên quan, thì một bảo vệ khác lại yêu cầu phải có chỉ đạo của lãnh đạo bệnh viện mới cho xe vào. Trong khi đó, bệnh nhân đang ngồi xe lăn chờ đợi. Ngay sau khi nhận được thông tin này, ban lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai đã triệu tập cuộc họp với các bên liên quan. Hai cán bộ trực tiếp tham gia kiếp trực bị đình chỉ công tác để làm bản tường trình. Đại diện lãnh đạo bệnh viện Bạch Mai cho biết, phía bệnh viện luôn tạo điều kiện tối đa cho tất cả các xe cứu thương, xe dân sinh chở bệnh nhân vào cấp cứu. Đối với trường hợp các xe cứu thương bên ngoài vào bệnh viện để đón bệnh nhân về địa phương hoặc chuyển viện sẽ được giải quyết nếu có giấy ra viện, chuyển của bệnh nhân hoặc hợp đồng dân sự về vận chuyển bệnh nhân với đơn vị vận chuyển. Quy định này, theo Bệnh viện Bạch Mai là nhằm bảo vệ tối đa quyền lợi và sự an toàn cho người bệnh.